Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin thời sự sáng nay ngày 30 tháng 3, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một số diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. 14 giờ 10 phút chiều ngày hôm qua ngày 29 tháng 3, tức đêm qua theo giờ Việt Nam, Nga và Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán thứ năm được đánh giá là mang tính xây dựng, thắp lên hy vọng về một hiệp ước hòa bình. Hãng tin RIA dẫn tuyên bố của trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết các cuộc đàm phán lần này được đánh giá mang tính xây dựng Moscow và Kiev đang thực hiện các bước nhằm giảm leo thang xung đột. Hai bên đã đồng ý chuẩn bị một hiệp ước để các nhà đàm phán thông qua. Ngay sau khi đàm phán kết thúc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Formin, thành viên phái đoàn Nga cho biết Moscow đã quyết định giảm mạnh các hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và trên Hip. Do các cuộc đàm phán trong việc chuẩn bị một thỏa thuận về quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa của Ukraine, cũng như về việc cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine đang đi vào thực tế, đồng thời nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và tạo điều kiện cần thiết cho các cuộc đàm phán tiếp theo đạt được mục tiêu cuối cùng là ký kết thỏa thuận nói trên. Bộ quốc phòng nga đã đưa ra quyết định giảm triệt để các hoạt động quân sự trên hướng Kiev và trên Híp, ông phòm tuyên bố. Đây có lẽ là kết quả tích cực nhất trong các cuộc hòa đàm mà dư luận thế giới mong đợi bấy lâu, bởi nó giúp giảm nhịp căng thẳng chiến sự giữa hai bên và xa hơn nữa mở ra hy vọng về một giải pháp hòa bình kết thúc cuộc xung đột nga ukraine. Tổng thống Zelensky ngay sau đó đã ra tuyên bố. Cuộc đàm phán với Nga có thể được coi là tích cực, nhưng Ukraine sẽ không lơ là phòng thủ. Chúng tôi có thể nói rằng những tín hiệu mà chúng tôi nhận được từ các cuộc thảo luận là tích cực, nhưng chúng không áp được tiếng nổ của đạn pháo. Ông Zelensky nói và lưu ý rằng Ukraine chỉ có thể tin tưởng vào một kết quả cụ thể từ các cuộc đàm phán. Trong khi đó, các nhà đàm phán Ukraine cho hay trong cuộc thảo luận hôm nay họ đã đề xuất Ukraine áp dụng trạng thái trung lập để đổi lấy các đảm bảo an ninh đồng nghĩa Kiev sẽ không tham gia các liên minh quân sự hay cho phép nước ngoài xây dựng căn cứ trên lãnh thổ. Cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn diễn ra trong khoảng một giờ. Trưởng phái đoàn nga Vladimir Medinsky nói hai bên đã có cuộc thảo luận ý nghĩa và các đề xuất của Ukraine sẽ được trình lên Tổng thống nga Vladimir Putin. Sau cuộc thảo luận hôm nay, chúng tôi đã nhất trí và đề xuất một giải pháp theo đó cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước có thể diễn ra đồng thời với cuộc đàm phán cấp ngoại trưởng về thỏa thuận khi nỗ lực xây dựng thỏa thuận và tìm kiếm thỏa hiệp được thúc đẩy khả năng đạt được hòa bình sẽ gần hơn nhiều, ông Medeski cho hay. Về phía Ukraine, Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Zelensky, chia sẻ hai bên đã có cuộc tham vấn chuyên sâu về các đảm bảo an ninh và khả năng ngừng bắn. Vấn đề mấu chốt là các thỏa thuận về đảm bảo an ninh quốc tế đối với Ukraine. Chỉ với thỏa thuận này, chúng tôi mới có thể kết thúc cuộc xung đột như Ukraine cần, ông Podolyak nói. Đề cập tới lập trường lâu nay của Kiev rằng Ukraine chỉ áp dụng trạng thái trung lập nếu có các thỏa thuận đảm bảo an ninh mang tính ràng buộc. Ông này cũng cho biết cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul cũng đã thảo luận về khả năng ngừng bắn để tất cả các vấn đề nhân đạo có thể được giải quyết. Giới chức Ukraine cho biết đang có một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở các thành phố bị Nga pháo kích nặng nề, trong đó có thành phố cả Mariupol. Chia sẻ với báo chí sau cuộc thảo luận với Nga, David Akhamia, thành viên phái đoàn Ukraine nói rằng Kiev muốn có một cơ chế quốc tế về các đảm bảo an ninh trong đó các nước đảm bảo sẽ hành động tương tự điều năm của NATO và thậm chí chắc chắn hơn thế. Theo Arachamia, Ukraine muốn các quốc gia đứng ra đảm bảo an ninh, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Ba Lan và Israel. Alexander Charlie, một thành viên khác trong đoàn đàm phán Ukraine cho hay, Kiev sẽ không gia nhập bất cứ liên minh chính trị quân sự nào, cũng không cho phép quốc gia nào lập căn cứ trên lãnh thổ. Nga đã từng tuyên bố mối đe dọa từ việc NATO mở rộng tới Ukraine là một trong những lý do để phát động chiến dịch quân sự tại nước này. Tuy nhiên, Kiev khẳng định một hiệp ước quốc tế về đảm bảo an ninh cho nước này không ngăn cản khả năng Ukraine được kết nạp làm thành viên EU. Trong cuộc đàm phán, phía Ukraine đề nghị tạm thời gác lại vấn đề Crimea và các vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass để các biện pháp đảm bảo an ninh có thể nhanh chóng có hiệu lực. Nhà đàm phán Polodiak nói thêm rằng Kiev đề xuất trao đổi trong vòng 15 năm để giải quyết vấn đề Crimea. Các nhà đàm phán của Ukraine cho biết tổng thống zelensky và tổng thống putin có thể sẽ gặp nhau sau cuộc đàm phán ở istanbul nhưng không nêu thêm chi tiết trên thực địa các quan chức quân sự cấp cao của mỹ cho hay nga đã bắt đầu rút một số đơn vị khỏi thủ đô kiev bao gồm các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn và hiện chỉ tập trung lực lượng ở miền đông và miền nam ukraine người anh cũng cho biết họ thấy một số dấu hiệu quân nga giảm oanh tạc xung quanh thủ đô kiev đó là tình hình ở khu vực mà nga cam kết giảm mạnh các hoạt động quân sự trong khi giao tranh tiếp tục nổ ra ở miền nam trọng điểm là thành phố cả Mykolaiv với các đợt không kích vào trung tâm thành phố. Tại lò lửa Mariupol, đông nam Ukraine, quân phòng thủ thành phố này đã bắt đầu có các dấu hiệu sụp đổ trong vài ngày tới. Khi vào ngày hôm qua 29 tháng 3, quân đội Ukraine được cho là đã hai lần điều trực thăng Mi-8 đột nhập vào thành phố tìm cách sơ tán chỉ huy tiểu đoàn Azov và chỉ huy lữ đoàn 36. Dù vậy, trong lần đầu tiên, lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ chiếc Mi-8, chiếc trực thăng lao ra biển rơi cách bờ 5 km. Trong lần thứ hai, viên phi công kia đã phải quay đầu rút lui Chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn hạ khi nó đang tiến tới thành phố cảng Mariupol nhằm giải cứu khẩn cấp các chỉ huy của lực lượng Azov, những kẻ tháo chạy, bỏ mặc binh sĩ của mình. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Trong các ngày tới, có thể chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chứng kiến việc quân đội Nga rút lực lượng khỏi Kiev, trên Nhưng lưu ý rằng hướng miền đông, các tỉnh Donbass có thể sẽ trở nên khốc liệt hơn. Thực tế, ngay trước khi cuộc đàm phán diễn ra, Bộ trưởng quốc phòng nga Sergei Shoigu đã có tuyên bố hàm ý thu hẹp cuộc chiến ở Ukraine. Theo hãng tin Sputnik, ngày hôm qua 29 tháng 3, trong một cuộc họp báo tại bộ quốc phòng, ông Shoigu cho biết năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang Ukraine đã suy giảm đáng kể và từ nay quân đội nga có thể tập trung vào mục tiêu chính đó là giải phóng vùng Donbass. Nhắc lại cho những ai lỡ quên, Donbass là cách gọi khu vực đông nam Ukraine chủ yếu gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk có đường biên giới giáp nga, có nhiều người thuộc dân tộc nga nói tiếng Nga. Một phần đất ở hai vùng này từ năm 2014 đã bị lực lượng ly khai thân Nga chiếm giữ và thành lập hai nhà nước tự xưng không được quốc tế công nhận. Ông tuyên bố các lực lượng phòng không và không quân Ukraine trên thực tế đã bị loại bỏ, còn hải quân Ukraine thậm chí không còn tồn tại sau khi chiến dịch bắt đầu. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 123 chiến đấu cơ, 74 trực thăng, 311 phương tiện bay khác, 1.783 xe tăng và xe thiết giáp, 181 pháo phản lực, 726 khẩu pháo và 1.592 xe đặc trùng. Các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra, ông Shoigu khẳng định. Cũng theo ông Shoigu, Nga đã thành công trong việc chống lại lính đánh, đánh thuê nước ngoài, tham chiến ở Ukraine trong tháng qua. Cụ thể, khoảng 600 lính đánh, đánh thuê nước ngoài đã bị thiệt mạng và 500 người khác quyết định tự nguyện rời Ukraine. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng lên án quyết định cung cấp vũ khí sát thương của phương Tây cho Ukraine và gọi đây là hành động liều lĩnh. Chúng tôi đang theo dõi các tuyên bố của một số lãnh đạo các quốc gia NATO về ý định cung cấp máy bay và hệ thống phòng không cho Ukraine. Nếu họ thực hiện, chúng tôi sẽ có phản ứng thích hợp. Việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine là vô trách nhiệm và việc trang bị vũ khí không kiểm soát được có thể tạo ra mối đe dọa cho chính các quốc gia châu Âu, ông Shoigu cho biết. Theo ông, đã có một mối đe dọa thực sự với vận tải biển dân sự xuất hiện ở Biển Đen liên quan đến các vũ khí tài trợ cho Ukraine. Cụ thể, quân đội thổ Nhĩ Kỳ đã vô hiệu hóa hai quả thủy lôi ngoài khơi bờ biển Rumani và eo biển Bufarut. Bộ trưởng Shoigu khẳng định sẽ đáp trả tương xứng nếu các nước phương Tây cấp máy bay phản lực và hệ thống phòng không cho Ukraine, nhưng không nói rõ Nga sẽ hành động thế nào. Trước đó một ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby thông báo Mỹ sẽ điều 6 máy bay do thám cùng 240 thành viên của Hải quân Mỹ tới căn cứ ở Đức nhằm tăng cường khả năng gian đe và phòng vệ của NATO ở xương phía đông. Cùng ngày, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ PBS, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cũng nêu rõ Nga không có kế hoạch tấn công các quốc gia thành viên NATO trừ khi Nga bị buộc phải làm vậy. Chúng tôi không nghĩ về điều đó trừ khi đó là một hành động có đi có lại nếu họ đẩy chúng tôi vào tình thế bắt buộc. Theo ông, việc Mỹ và phương Tây xây dựng các lực lượng của NATO gần biên giới với Nga, đe dọa an ninh Nga cũng như việc Ukraine có thể gia nhập NATO bất chấp cảnh báo của nga mới là điều đáng lo ngại nhìn chung mặc dù vẫn còn đó những bất đồng nhưng rốt cuộc việc nga chấp thuận giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô kiev trên lyb phía bắc ukraine là tín hiệu vui cho tương lai gần hòa bình giữa hai nước hai quốc gia dù vậy cần hiểu rằng hòa bình sẽ tới với thái độ nghiêm túc chân thành của không chỉ hai nhà nước hai quốc gia mà là còn từ quốc tế nhất là những quốc gia đứng sau ukraine ủng hộ vũ khí và tiền bạc cho nước này về phản ứng của quốc tế đối với tình hình nga ukraine hiện nay bromberg dẫn các nguồn tin cho biết các nước nato đang chia rẽ về việc có nên tham gia đối thoại với tổng thống putin để giải quyết tình hình ở ukraine hay không nato có những quan điểm khác nhau về việc gửi vũ khí gì cho ukraine và liệu nó có hữu ích khi đàm phán với ông putin hay không đặc biệt pháp và đức tin rằng cần đạt được một lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và sau đó là việc nga rút quân khỏi ukraine hai nước này ủng hộ đối thoại trên mặt trận trừng phạt lẫn nhau bất chấp các tín hiệu vui châu Âu và Nga vẫn tiếp tục các lệnh trừng phạt trả đũa. Ngày 29 tháng 3, Hà Lan đã trục xuất 17 nhà ngoại giao Nga với lý do là thông tin và dữ liệu từ các cơ quan tình báo nói chung và an ninh quân đội chứng tỏ những nhân vật này vốn được công nhận là nhà ngoại giao tại các cơ quan đại diện của Nga ở Hà Lan đang bí mật thực hiện hoạt động tình báo. Cùng ngày, Bỉ đã trục xuất 21 nhà ngoại giao Nga, Iceland trục xuất 4 nhà ngoại giao, Séc cũng buộc một nhà ngoại giao phải lên máy bay trong vòng 72 tiếng. Trước đó, Ba Lan đã trục xuất 45 nhà ngoại giao cùng với cáo buộc là hoạt động gián điệp. Đáp lại, đại diện Bộ ngoại giao Nga hứa sẽ trả đũa các động thái không thân thiện này, toàn bộ trách nhiệm do hậu quả của sự tùy tiện này thuộc về các nhà chức trách Hà Lan, các biện pháp trả đũa sẽ được công bố, đại diện Bộ ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho biết. Có lưu ý rằng, bước đi không thân thiện này chứng tỏ chính giới Hà Lan hoàn toàn thiếu quan tâm đến việc duy trì các kênh liên lạc ngoại giao bình thường với Nga. Cơ bản, hòa bình đã tới cửa nhưng muốn lôi hòa bình vào nhà thì cần nhiều hơn hành động thiện trí của các bên liên quan. Bây giờ vẫn còn rất khó nói liệu chiến tranh có thể kết thúc trong một tháng tới hay không khi mà tất cả phụ thuộc vào thái độ của Nga, Ukraine, Mỹ và đồng minh NATO. Chẳng còn cách nào khác là chúng ta tiếp tục chờ xem và cầu nguyện cho người dân Ukraine rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Bản tin thời sự tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.